Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip là dán gạch tiếp tục nha cô chú anh chị và bạn. Thì mình chia sẻ clip này cho những anh em nào mới vào nghề dán gạch đó. Thì cái bước đầu tiên để chuẩn bị để mà dán một bức tường sao cho nó đẹp cho hòa chấn. Thì hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn xem để những anh em thợ tay nghề còn yếu để làm theo nha. Còn những anh em nào mà làm ngành nghề thì xem video nào có những cái phần gì góp ý bình luận bên dưới cho mình biết để học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Thì những bức tường bên đây thì mình đã dán từ trước tới sau rồi nè. Thì gạch 30-60 thì hôm nay mình sẽ dán một cái bức tường bên đây đó, cũng gạch là 30-60 nha. Thì để mình chia sẻ cho anh em coi từ cái cách mình làm coi hiệu quả hay không nha. Rồi, mình mời cô chú anh chị bạn xem mình sẽ chuẩn bị cái bước đầu tiên để làm. Thì mình ở đây lúc trước mình thì không có cái máy laser này. Thì mình sử dụng là ống cần nước, nhưng mà giờ là có thị trường mình có bán nhiều loại laser này để cân mặt bằng. Thì mình sử dụng cân bằng bằng máy laser. Thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều về ống cần nước nha. Đó. Đây thì nè, mình đã chuẩn xong độ mặt bằng. Mình lấy liền gạch từ mé đây qua chồng qua luôn. Thì mình sử dụng những cái con đội mình tự chế như vậy nè để mình làm cho nó tiện nha. Còn thị trường thì cũng có bán những cái con đội mà nó rất là nó cao. Thì chân cao mình khi mình dán vô tường thì mình xử lý nó rất là khó, nên mình chế cho nó ngắn như vậy. Nó là độ cao lên khoảng chừng là được 5 phân. Thì cái này là cái hộp này mình chế là 36 nha. Thì mình nâng lên được 5 phân. Thì mình muốn nâng lên nữa thì mình sẽ chim gạch ống hoặc gạch thẻ gì dưới tùy theo độ cao thấp. Nó rất là dễ làm. Thì những con đội này nó chế cũng rất là dễ. Mình chỉ làm để chia sẻ cho anh em coi làm thôi, chứ mình không có bán những cái con đội này nha. Cũng có nhiều bạn vô bình luận là làm con đội bán xin số điện thoại, thì mình không có bán những cái loại này, mình để chế để mình làm thôi. Cho anh em coi xem thêm để làm để mình sử dụng cho nó tiện lợi, chứ còn này mình không có thời gian để chế mình bán những cái này. Còn những cái máy cái bàn mà chải gạch dán tường đó thì mình có bán là 2 triệu một cái. Thì anh em nào có mua thì để số điện thoại mình liên hệ lên nha. Còn những thứ này, dụng cụ này mình thì không có bán, mấy anh em đừng để xem làm thôi, mình không có bán những thứ này. Nó cũng rất là dễ làm, muốn xem làm đấy thì coi lại những cái clip trước mình có chế cái này ra đó, từ chi tiết á, thì các anh em xem theo đó mà làm, chứ mình không có bán thứ này. Thì mình cũng lấy mặt bằng cân bằng. Thì giờ mình sẽ dán gạch mình chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Mình muốn dán như bức tường như vậy thì mình phải đo thứ kiểm tra coi cái bức tường mình có ngay có không, rồi mình sẽ dán tiếp nha.
Thank you.
Rồi mình đã up xong một khúc này cho cô chú anh chị và bạn xem nè. Mình không có làm video cho nó dài nha. Thì được bao nhiêu thì mình chia sẻ quay lại cho chú chị các bạn xem bấy nhiêu thôi. Đó, thì đường ngon đường ngon. Nè. Vô giống trong luôn nha cô chú anh chị. Rất là thẳng nha, không có quỳnh chớp nha các bạn nha.